Mới đây, một cô gái đã khoe thành quả hấp bánh bao với nồi cơm điện của mình. Kết quả thì thật sự không còn gì để nói. Rõ ràng lúc mới cho vào, nhìn chiếc bánh bao cũng rất gì và này nọ. Ấy vậy mà sau khi hấp xong, tất cả như hòa vào làm một thế này đây. Nhìn vừa thương vừa buồn cười, cư dân mạng đã cố gắng đưa ra lời khuyên, mong cô gái này không quá buồn vì thành phẩm của mình. Bên cạnh đó, cũng có nhiều người chia sẻ rằng, nhìn cách cô gái để bánh bao vào hấp đã đón ngay được kết quả. Thay vì xếp cẩn thận và vừa phải, thì cô nàng đã nhét rất nhiều chồng lên nhau, bởi vậy mới dẫn đến kết quả trên. Thôi thì lần sau cố gắng rút kinh nghiệm nhé.